tư tưởng của chúng ta, đã tạo nên con người của chúng ta. Nếu như tư tưởng không tốt, thì nó sẽ thể hiện qua hành động. Khổ đau cũng từ đó mà sinh ra, giống như bánh xe lăn theo hướng của chân người kéo. Trong lòng các vị luôn nghĩ đến điều thiện, thì việc làm của quý vị cũng là nghiệp thiện. Và hạnh phúc đó sẽ mãi mãi ở bên cạnh quý vị trong cõi đời này. Vậy thì gặp những biến cố khác trong cuộc sống thì sao? Xin Ngài hãy chỉ giáo. Tóm lại, chỉ có 3 điều quan trọng nhất. Điều thứ nhất, chúng ta có yêu thương một cách chân thật hay không? Điều thứ hai, chúng ta có sống một cách trọn vẹn hay không? Điều thứ ba, tiến hơn một bước nữa, chúng ta có thể buông bỏ tất cả hay không?